Dâu dâu, bảo con sầu. Chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng em Minzy trong Save Loạn Piccadilly Server. Và đây là Minzy Fake đến từ Server US anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ 100% skill Server US. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra hãy like và subscribe kênh đối với YouTube để theo dõi thông tin mới nhất từ thế giới cao F. Tôi được cập nhật đăng tải update thường xuyên như này. Rất mong ủng hộ tất cả mọi người. Yes. Chiến nhà đua đầu tiên của chúng ta. Thế anh em nghĩ nó sẽ là ai? Evo đến từ xe 108. Vậy là có tư chất 15 rồi anh em ạ. Bonit thì giải hiệu ứng là Kionet thêm hiệu ứng vào Maki Kurua. Thế là để Elizabeth thì nha. Zato Yorizi Nanet Bonit. Cầm 2 Bonit thôi chắc bây giờ. Một quả tiêu hồn vào âm. Đã có gió lốc anh ấy sợ chú à? Dành cho cung cấp vỏ hay thế nào? Hóa ra để dành ái à? Quan được rồi, được thôi. Cũng được thôi. Cũng được thôi. Yeah!
Quýt rồi. Evo đến từ C108 không chịu nổi áp lực rồi. Đã quýt đến từ Evo. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Ta có Orochi, Init, Andehit, tức là ăn đéo đấy nha. Google hay Clark nha, Google mặc dù Clark có choáng. Thì chúng ta có Init không sợ. Ai à, Ronet thì nghe chừng khó rồi. Giờ khó rồi nha. Không chơi rồi, Google không cần được hai anh kia. Tôi lắc vào mình có nổ. Vấn đề là chúng đánh choáng em. Không chống được rồi. Vừa lại gặp Batman nữa thì đúng rồi, thua nó cũng đáng rồi. Hoặc là phải choáng liên tục nữa nhỉ. Hả? Nhìn ăn cái kẹo snack kèm đó nha. Đây. Pilot. Oi si, pilot. Party side. Snack nhân vị sữa dừa này. Hay lắm. Sữa dừa và sô cô la. Thỉnh thoảng cứ mua 1-2 túi bỏ đây. Mỗi ngày nhai vài miếng nhỉ. Ô, oh. Ăn được à? Và Rugo, Leona mà ăn được Vanet với cả Clark ảo ma thế nhở? Bản thân mình không tin đâu anh ạ. Ảo thật đấy. Dấu tiếp theo này em ơi. Ăn này ngon hơn bim bim nha. Mà ăn vừa ấy. Để trong 30g phải có tận 140 calo. Mà cái gói này tận 85g. Phải lấy 3 lần lên. Wow, mày ăn hết một gói này phải bị chi là 420 calo. Wow, chịu nào nổi. Nhưng một gói thì ăn nặng cái hết này không? Mình ăn được rồi. Hôm nay mình làm vài cái là đỡ buồn mồm này nhỉ. Mà cái giống này càng ăn này càng khó chịu.
càng ăn càng khó chịu anh em ạ. Đây, giới thiệu anh em một lon bò húc kỷ niệm. Tại sao mình nói lon bò húc này lon bò húc kỷ niệm? Ôi thôi, vậy là hai lon bò húc kỷ niệm anh em. Đây, lon này chính xác lon này mới gọi lon kỷ niệm. Có hai lon bò húc kỷ niệm thật sự. Mình lâu lắm mình không giờ mình muốn bò húc. Anh em nhìn date của nó. Xper EXP 18/8/22. Nghe cái lon này ở đây các bạn không nhìn được, đúng không? Nghe cái lon này ngày xưa mình béo, ngày xưa mình hay uống á. Xong mình bỏ quyết tâm là không uống bò húc nữa. Gần như là bỏ nước ngọt không uống, gần như giờ không bao giờ mình uống nước ngọt. Giá suất mình uống nước ngọt rất thấp anh ạ. Họa kỳ thèm lắm mình mua một lọ củ cà Pepsi không calo uống, mặc dù biết là nó bị nó không calo nhưng vẫn là calo. Đến bây giờ đây là hai lon bò húc hết hạn mình năm ngoái này. Hết hạn từ tháng 8 năm 2022, bây giờ tháng 11, hết hạn hơn 1 năm rồi. Và mình vẫn để đây làm kỷ niệm anh ạ. Vẫn để đây làm kỷ niệm. Có lẽ phải vứt gì thôi. Không một ngày nào đó không ai biết thì tự nhiên lấy lôi ra để uống anh em thì bỏ về. Có lẽ chúng ta phải vứt nó đi nhỉ. Kỷ niệm này. Một lon bò húc không uống. Một lon bò húc đấy hơn 1 năm trước nữa rồi. 2 năm đúng không? Nghĩa là trước khi nó hết hạn nó đã ở đấy rồi. Đấy, con kia giảm nộ về sối xuống. Action bia. Cho mày quả thiêu hồn, mày khóc xin giúp chứ không biết mày. Cho mày quả thiêu hồn, mày khóc xin giúp chứ không biết mày đâu.
Nào, lấy gì ra chống vậy em? Lấy cái gì ra chống? Lấy gì ra để mà chống đỡ hả Action Bien? À, lại thiếu hồn như mày phát nữa à? Chiến thắng dành cho Minji Fake trước Action V à. Game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo. Alex 1, Alex 10 như đúng rồi nhỉ. Alex 10. Đi đi thế, ưu tiên những con giải này hiệu ứng đi anh. Mẹ không có tanh, chít không có tanh thì như phế. Chít không có tanh như phế đấy nhỉ. Chít không có tanh thì coi như là phế mẹ. Mặc dù mình có sai lần đến từ lương mà không ăn thua nhỉ. Cái này bất lực rồi à. Giết được con sờ mì à? Tôi nói bất lực là nghĩa là không đấy anh em ạ. Giống như kèo của Vanet với Lugo vừa nãy ấy. Lugo đối đầu với cờ lặng của Vanet vậy. Tôi đã bịp anh em thôi. Người chiến thắng cuối cùng là ai? Là ai? Tất cả chỉ là trò bịp bợm mà thôi. Lừa đảo đấy. Showtime. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chính là không nên để cho thằng Chí Thỏa bị dính cái kia nhỉ. Alex 10 lo lắm, non giống như kiểu Clark và Vanette vậy, không dễ để ăn được anh Minzy Fuke đâu, không dễ bạn đạt anh Minzy Fuke đâu nhá. Yes, đó là chiến thắng cho Minzy Fuke trước Alex 10 của CO 109. Clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại. Link tiếp theo đã sửa về và thank you.